Hello guys, welcome back my channel, Emro here. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình, Emro đây. Sorry mọi người, bởi vì là ngày tuần vừa rồi mình bận quá, vì vậy là mình không livestream được những cái trận đấu mở đầu của CIL East mùa này. Thực sự mình phải nói là mình rất hào hứng bởi vì là chúng ta có rất nhiều player mới và có sự thay đổi của các player cho các team. Phải nói là mình rất hào hứng trận đấu ngày hôm nay, bởi vì là Muzi anh ta là một player cực kỳ là khét tiếng. Mình phải nói là cực kỳ là khét tiếng. Anh ta không put thì thôi, một khi đã put thì toàn nằm trong top ít nhất là tầm 100 trở lên top ladder. Và chúng ta không thể bàn cãi được về kỹ năng của anh ta được. Chơi deck rất nhiều deck, chơi rất hay. Đặc biệt là kỹ năng của anh ta đã thượng thừa rồi. Anh ta được chơi rất, kỹ năng của anh ta sử dụng rất cận thẻ khác nhau cực kỳ tốt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có Phonos đánh với lại TTG. Chúng ta cũng biết được là TTG mùa này có một hai player mới, đó là Famous Kid đến từ Singapore và Boss đến từ Mỹ. Thì phải nói là Famous Kid anh ta chơi Ram Rider Pekka Lightning. Thực sự anh ta đây cái deck này deck yêu thích của anh ta. Còn với Muji, một player khét tiếng, một player quá tài năng. Anh ta hôm nay mới 16 tuổi và đây là lần đầu tiên anh ta đánh ở CIL. Cái game 2v2 vừa rồi thì một điểm đầu tiên dành cho trên TTG. Hôm nay họ xuất sắc hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên, Kick of the Hero, Muzi, Famous Kid. Chúng ta không, ở mùa này cũng giống như mùa trước, chúng ta sẽ không có thể lệ ban thẻ. Liệu rằng là Muzi sẽ mang đến một cái deck gì trong cái mùa giải này đây, một trận đấu đầu tiên. Rất là đáng tiếc, Phonos để thua với tỷ số là 2-0 ở game đầu tiên 2v2. Magic Archer. Liệu rằng Muzi sẽ chơi deck Grid Spam hay là Giant đây? Spectrum cũng có thể. Famous Kid anh ta thả ngay một con. Thông thường thì mình thấy là các player họ thả Baby ra con Skeleton Dragon thường tách ra hai bên. Tuy nhiên trong cái thân vừa rồi Fireball, good. Có cả Fireball rồi. Mình nghĩ ngay đến một cái deck có Skeleton Dragon, Skeleton Dragon đó là cái cực kỳ hot là Royal Dragon. Royal Dragon Freezer Man Lock đây rồi. Còn Muzi, Grid Spam. Mình nghĩ là cái này có Royal Hawk, Volo một Jack đây, Bandit nữa. Famous Gift, vâng, deck của anh ta lộ rõ đó là một cái deck Royal Dragon. Và thời điểm hiện tại anh ta không muốn push, không muốn thả một con Royal Dragon. Bởi vì là với deck của Muzi thì anh ta có rất nhiều con có thể defend Royal Dragon. Lumber Jack thả ngay một Skeleton Dragon defend luôn. Cực kỳ hợp lý. Hai bên đang trên thẻ với nhau, Ram Rider. Thông thường thì mình thấy là Ram Rider là một thẻ bài mà yêu thích của không có một hit nào đến từ Ram Rider và Barbarian. Đây là cái thẻ bài yêu thích gọi là chính của Famous Kid. Nếu các bạn mà đã từng biết Famous Kid, anh ta chơi Ram Rider Pekka Lightning cực kỳ là hay luôn. Bandit. Rồi, sử dụng 3 con Skeleton đánh lạc hướng. Royal Giant, Inferno Tower, Inferno Dragon đây rồi, và cả Lumbo Jack chỉ có một hit nào, chỉ có một hit thôi đến từ Royal Giant thôi. Lumbo. Tuần này defend như thế nào đây, Hunter. Một cái Fireball ở trong tuần này là không hợp lý một chút nào, bởi vì còn Ram Rider vẫn có một hit. Các bạn biết là một hit của Ram Rider hình như đâu đó là 300 máu, hay gần 200, gần 300. Inferno Dragon làm việc cực kỳ hiệu quả. Chỉ có hai hit đến từ Royal Dragon. Vậy thế bây giờ là hai bên bây giờ đang khá cân bằng. Fisherman hơi chậm. Mình thấy mùa đấy, mùa này deck Fisherman này cực kỳ là khó chịu. Tuy nhiên thì đây Muzi anh ta chơi deck Grid Spam. Đây là một phiên bản Grid Spam khá là thú vị. Wispam. Các bạn hiểu một điều là Wispam đó là spam quân các quân thẻ ngay cầu ấy. Vì vậy là nhiều chúng ta có rất nhiều phiên bản Wispam như vậy. Ram Rider đẩy lên Ram Rider rất bước lên một lượng phúc cực kỳ lớn. Ram Rider có gì chặn không? Hunter đặt về phía lệch rồi. Trời ơi. Con rồng là cắn bao trùm rồi. Rất nhiều đam đến từ con rồng. Famous kia anh ta một pha thủ. Mình phải nói là thủ lỗi. Tuy nhiên thì nếu mà anh ta đặt một con Hunter ở phía chính giữa thì sẽ bị con Magic Archer bắn. Và như vậy sẽ có một đam vào trụ luôn.
rất là nguy hiểm. Thủ như thế nào? Ram Rider! Crystal Man nó lại không cắn được con. Muji anh ta đập cực hay, anh ta đánh lạc hướng bởi con Fisherman và gần như là Fisherman không chạm được Ram Rider. Chạm cực kỳ hay. Hay. Đây mới chính là Muji mình đang mong chờ. Player nào tiếp theo đây? Congratulations Muji, the first game. Kinh nghiệm giới yêu thì chúng ta sẽ có đánh đến ít nhất là 3 trận và nhiều nhất là 5 trận. Ok, let's go. Game number 2, set number Boss Muji. Đây là matchup mà mình mong chờ nhất, mong người chờ nhất The Boss và Muji. Những top player họ gặp nhau ở trên laptop battle quá nhiều rồi. Mua boss đánh đích gì đây? Snowbone, Heal Spirit. Royal Dragon nữa không? Lại Royal Dragon, phải nói là cái deck Royal Dragon Fisherman có phiên bản Baby Skeleton Dragon cực kỳ là khó chịu, lại là Fisherman đây rồi. Phải nói là boss anh ta đánh thời điểm hiện tại anh ta không chơi Dragon nữa mà anh ta chuyển sang đánh meta. Và meta phải nói là anh ta luôn là top ladder. Muji có Rombo Jack, có Fisherman, Snowbone. Mình nghĩ ngay đến một cái deck Muji, đó là cái deck Balloon Giant Skeleton và đâu đó là có cả Royal Resumen. Boss thì chắc chắn là Royal Giant rồi. Royal Resumen chuẩn luôn. Tuy nhiên thì Fisherman sẽ kéo con Royal Giant phía bên kia, đổi hướng. Đúng rồi, Fisherman từng mà mùa trước và mùa này cực kỳ là bá đạo, chúng ta chỉ có một hit đến từ. Tuy nhiên thì Muji anh ta đang thủ như thế nào đây? Các bạn biết là tốc độ của Royal Resumen nó khá là chậm. Vì vậy là boss anh ta, cho dù anh ta có bị lỗ một vài Illy thì anh ta vẫn có thể thủ được. Tuy nhiên thì trong cái turn này boss phải bỏ trụ rồi. Hunter không kịp. Coi như là chỉ giữ lại được cái giữ lại được phần nào thôi chứ còn không thể, chắc chắn là mất trụ trong cái tầng này luôn rồi. Royal Giant. Fisherman kéo đặt trên này là lỗi rồi. Fisherman đặt trên này là lỗi rồi. Không thể active King Tower bằng một cái vị trí như thế này được. Mình lần đầu tiên mình thấy Muji đặt một pha Fisherman lỗi. Tuy nhiên trong khi trong cái tầng đấy thì Fisherman chỉ có một mình Fisherman và một con Minion thôi. Đây là phiên bản có Minion chứ không phải là con Giant Skeleton như mình nghĩ. Chặn được cái turn này không? Royal Giant có sự support bởi Heal Spirit và có thêm một đam. Có thêm một đam nữa. Sẽ ăn được cái trụ này thôi. Lumberjack bị đánh lạc hướng không? Hunter vẫn còn đấy, không có cách nào giết được con Hunter. Có một hit Balloon, không có một hit Balloon. Không có một hit nào đến từ Balloon. Rồi, chắc chắn là sẽ đánh trụ thứ hai thôi. Oh my god, Fisherman lại kéo con Royal Giant ở phía bên này luôn mà chúng ta lại có hai hit đến từ Royal Giant. Một cái pha xử lý phải nói là Muji anh ta đánh bị tốc độ nó cuốn nhanh quá, vì vậy anh ta xử lý mình nghĩ là nếu mà anh ta có thêm một 2 giây nữa thôi thì xử lý cách xử lý của anh ta sẽ tốt hơn rất nhiều, vì anh ta sẽ không đặt con Fisherman ở phía bên đấy. Các bạn cũng có một điều công nhận rằng là khi mà các bạn không chơi chuyên nhiều deck, không chơi chiêu chuyên gọi là sử dụng nhiều thành thạo từng thẻ một thì gần như nhiều khi các bạn xử lý sẽ đặt bị lỗi. Sự một hit của Balloon, chúng ta còn 296 máu rồi. Tuy nhiên thì có sự tiếp tục là một Royal Dragon nữa không? Fisherman vào trụ rồi. Tuy nhiên thì là Fisherman. Congratulations boss. Oh my god. 100% được kỳ là thú vị. Wow. Ngay đầu chúng ta đã có một matchup cực kỳ là gay cấn đến từ Muji và boss. Hay quá. Congratulations boss. Ok, let's go next game.
Let's go, game number 3, set number 2. Top player now, snake player. Oh, Yakitori và boss. Và sẽ cùng xem là boss sẽ chơi deck gì đây. Và nó là một matchup trước đấy của Muji vào boss, đưa chúng ta rất nhiều cảm xúc. Đây là gì là tại sao mà là cái điều mà mình mong chờ CIS mùa này. Các bạn biết là team Kick cũng có các player mới và thực sự là họ cũng là những gương mặt cực kỳ là triển vọng, bởi vì là các bạn mà theo dõi top ladder thì các bạn thấy là họ luôn là trong top, luôn là trong top luôn top ladder. Miner Nightwish Dragon đấy rồi, mình nghĩ ngày đến mức Nightwish Dragon. Sakiron mình nghĩ lại là Lightning Golem chẳng hạn. Golem Goblin Cách. Đây là Fizz. Miner Lava Zap, hợp lý. Bot anh ta sử dụng là Miner Lava Poisons. Vậy là Golem Lightning đánh cùng chiều, hợp lý. Tuy nhiên có một cái điều đó là cái deck của Yakitori anh ta có Lightning. Thực sự rất khá là khó để có thể. Oh my god. Cả con Barbaria như thế này là không hợp lý một chút nào, bởi vì hai con Skeleton Dragon của Yakitori anh ta sẽ bắn vào đàn Barbaria. Oh, tuần này thì boss anh ta bị lỗ rất nhiều Eli. Phải nói là một pha quá đen cho boss, bởi vì anh ta thả một Barbarian cùng thời điểm khi mà Skeleton Dragon của Yakitori anh ta thả Slim. Bây giờ là thời điểm Miner không được rồi. Baby Dragon thả rất chuẩn xác, Yakitori đang chuẩn quá. Giết đầu tiên đó chính là con Fisherman, con Flying Machine. Nếu mà trong cái turn vừa rồi khi mà con Baby Dragon lại quay trở lại thả mà lại nó để defend con Miner trước thì gần như chúng ta sẽ có gần như hai đam, ít nhất là hai đam đến từ con Fisherman, con Flying Machine vào trụ. Lightning rồi, diệt ngay Face. Tuy nhiên thì có một cái điều khá là đáng tiếc cho Yakitori là cái deck này nó không có giáp, vì vậy là rất khó để xử lý mấy con bát ở phía sau. Boss anh ta đang bị mất lợi thế. Barbarian ở trong kia. Nightwish là không đủ. Tornado trong cái turn này. Không còn Ellie để thủ biết cái này. Barbarian. Onin One rồi, Fireball đâu, không đủ Ellie để Fireball. Có đủ Ellie rồi, Onin One rồi, đấy là thời điểm mà Onin One. Và bên kia sẽ một cái Lightning. Miner đẩy lên, đổi trụ không. Kịp thời gian đổi trụ không, Lightning không đủ. Oh. Boss. Đáng tiếc quá. Rất là đáng tiếc khi mà boss anh ta cố gắng là sử dụng Barbarian để thủ Golem nhưng mà thực sự không đủ. Bởi vì là có sự support của một quân nữa, quân cho Golem. Ok. Congratulations, Black Victory. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ đến một game cuối cùng. Game number 5, set number 2. Cái nó là cam của các player khá là mờ. Chất lượng camera của các player mờ quá. Ok, và chúng ta sẽ đến hiện tại thì số này là 2 đều. Và bây giờ KK và Nomisi. Các bạn đừng quên là CTG đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Thì hiện tại thì số là 2-0. Và nếu mà Team Phonos muốn thắng thì Team Phonos cần phải muốn đánh tiếp ở game tiếp theo thì cần phải thắng, chắc chắn là cần KK là phải thắng cái game này. Barbarian mình nghĩ ngay đến một cái deck break jab, tại vì là trong cái tuần thời gian gần đây thì KK anh ta đánh break jab nhiều, đặc biệt khá nhiều. Numacy lại là cái deck Dragon Fist nhiều hơn Spirit Fisherman hay không. Cái deck này nó là cực kỳ khó chịu. KK mình nhớ lại đời Fisherman đây rồi, Royal Dragon chuẩn luôn. Tuy nhiên thì KK anh ta mình nghĩ đến một cái deck này có cả Musketeer, đây là phiên bản
Đây là web giáp rồi. Web giáp này không có tornado, web giáp này chỉ có một cái bomb tower thôi. Snowball. No Mercy mình nghĩ ngay đến một cái không phải là không phải là Royal Dragon mà đây là Balloon. Balloon Royal Resilient. Tech 33, Tech đoàn Resilient sạch hai bên cân bằng. Những tiểu cuối cùng là gì đây? Một cái Balloon gì nữa ta? Fist có support. Bomb Tower. Một hit Balloon không? Không được, chỉ có một đam thôi. Web Trap không đủ Eli. Tuy nhiên trong cái turn này không đủ Eli. Poison Musketeer bắn vào trụ rất nhiều đam. Một pha bắn ảo của Musketeer. Đây là, có lý giải một điều đấy là Mono Mercy anh ta đặt con Musketeer thấp quá, vì vậy là cái tầm bắn của con tầm gọi là tầm rộng của con Musketeer của TK không đủ, không nhìn thấy. Và phải nói là một poison và một web một Musketeer thôi thì ăn đi mất 1400 đam, 1400 máu. Tuy nhiên hãy rất cẩn thận trong cái tên này khi không có tornado. Cái tên này là không có tornado, con Balloon. Ê whip. Chả có cùng là web chat rồi. Hãy rất cẩn thận trong cái tên này. Balloon không có đam. À có đam. Không có. Cách 3 hô liền. Tuy nhiên khi mà No Mercy anh ta cứ đẩy Royal Resilient như thế này thì liệu rằng nó thủ được không? KK all in one này chưa có đủ loại poison không? Tờ này poison thì tuần sau sẽ thủ không đủ được. Baby Dragon đang bắn vào trụ. Hai hit của Baby Dragon bắn vào trụ. Con Nike đẩy ra, Musketeer bắn lên. Poison đây rồi. Tuy nhiên anh ta poison hơi sớm mà rất dễ là sẽ bị Royal Resilient tiếp tục đẩy lên. Đang có lợi thế rất lớn, tuy nhiên cây cây đang bị Fisherman đang vào đam, khá nhiều đam đến từ Fisherman, 3-3 nha. Lumber đẩy lên, Heal to your spirit, đây là thời điểm của em nhảy lên, không có tornado, đây là một con Ewip, không kịp rồi. What the fuck? No! No way. Oh my god, unlucky cây cây, come on. Unbelievable. Ok, congratulations GGG. Congratulations GGG team. Unlucky. Ok, thank you for watching and see you guys. Don't forget subscribe. Like, subscribe, share video. Thank you so much. Bye bye.